Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì như những gì mình đã từng nhá hàng cho anh em xem ha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip, nói chung này là làm clip vui thôi. Đó là mình sẽ bay cái con Mavic Air ha, với cái mạch BMS không bao giờ bị khóa nha anh em. Mình sẽ bay Mavic Air với cái mạch BMS không bao giờ bị khóa nha. Và đặc biệt là lần này mình sẽ bay bằng bình ắc quy ha, mình sẽ bay bằng cái bình ắc quy xe máy này ha. Thì tại sao mình lại làm như vậy? Thì nói chung là mình làm cho vui thôi anh em, mình làm cho vui ha. Bay với bình ắc quy này làm cho vui thôi, để mình muốn chứng minh với anh em một điều là cái mạch BMS này là một cái mạch mình đã hack và không bao giờ bị khóa nha anh em, không bao giờ bị khóa nha. Anh em có thể dùng nó để thay bất kỳ một cái cell nào ha. Thì ở đây anh em coi là mình chỉ sử dụng 2 giây thôi nha. Mình sẽ chỉ sử dụng hai dây cấp nguồn thôi, mình sẽ không có cần sử dụng tới dây cân bằng gì cả nha. Thì nó sẽ giúp cho anh em có lợi gì trong cái vấn đề mà chúng ta sử dụng cái mạch BMS mà không bao giờ bị khóa này? Đó là anh em có thể sử dụng một mạch này mà cho rất là nhiều cell hết anh em, sử dụng một mạch cho rất là nhiều cell ha. Dành cho những anh em nào khó tìm mua pin nè, anh em đang sử dụng bảng đơn ha, mà chúng ta muốn bay nhiều hơn ha, chúng ta sẽ sử dụng một cái mạch để bay cho nhiều pin ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ giúp cho chúng ta nó tiết kiệm chi phí hơn ha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái dây nguồn này nè, mình đấu vào bình ắc quy ha. Thì trước tiên á, mình sẽ thử cắm vào coi nó có lên nguồn không ha anh em. Thì trước tiên mình sẽ thử cắm vào coi nó có lên nguồn không nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gắn dây điện vào. Nói chung thì này nó cũng đơn giản thôi anh em, mình làm để mình chứng minh là chúng ta có làm để mình chứng minh là chúng ta có thể sử dụng một cái mạch BMS không bị khóa ha, không bao giờ bị khóa ha, để bay với rất là nhiều cell ha anh em, để bay với rất là nhiều cell ha, dành cho những anh em nào mà có cái kinh tế, có cái tài chính hạn chế đó anh em. Rồi những anh em đang chơi bảng đơn ha, rồi những anh em đang chơi Mavic E1 ha, đó là những cái anh em có tài chính kinh tế hạn hẹp ha. Và đặc biệt là cái con Mavic E1 này nè, trong video này mình đang làm á, thì rất là khó tìm mua cell nha, rất là khó tìm mua pin anh em, do cái pin Mavic E1 hiện tại còn rất là ít trên thị trường á, mà em nó thì lại có cái thời lượng bay nó hơi kém nữa, cho nên là đa số anh em đều mua pin dự trữ, ít ai bán pin lắm anh em, rất là ít người bán pin ha. Đó thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình câu hai dây nguồn vào ha, chỉ câu hai dây nguồn thôi nha, không có làm gì hết nha. Đây là cái mạch nó đã được hách mở khóa ha, hách mở khóa liên tục ha, không bao giờ khóa nha anh em. Bây giờ mình sẽ câu nó vô cho anh em coi, anh em để ý cái mạch nha. Đó, lên nguồn nha anh em, đang lên nguồn nha, đang lên nguồn nha. Bây giờ mình tháo ra nè, đó tắt rồi ha anh em. Rồi ok, bây giờ mình cắm lại nè, 2 3 lên nguồn hết anh em, nó không bao giờ bị khóa nha anh em. Thường thì anh em sau khi anh em tắt, anh em tháo nguồn, anh em tháo cell ha, nó sẽ khóa mạch ha, còn này nó không khóa nha anh em, nó không bao giờ bị khóa luôn nha. Nó là không bao giờ bị khóa, phải gọi là never lock ha, never lock ha anh em, không bao giờ bị khóa ha. Thì bây giờ mình sẽ bay nó luôn bằng cái bình ắc quy này. Để mình đây mình chuẩn bị một cái sợi dây dài nè để mình kết nối vào máy bay ha, cho nó tiện ha anh em, cho nó tiện ha, để mình bay lên. Mình tất nhiên là cái máy bay thì nó không thể nào chở được cái bình ắc quy này đó, thì mình làm để mình chứng minh cho anh em thấy là chúng ta có thể sử dụng một mạch mà bay với rất là nhiều pin ha, vì cái mạch này không bao giờ bị khóa nha. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình sẽ tắt nha, bây giờ mình sẽ tắt nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử sạc luôn nha anh em, mình sẽ thử sạc luôn ha, sử dụng cái mạch này để sạc cái bình ắc quy này luôn ha anh em. Thì chúng ta cần sử dụng một cái đồng hồ để đo điện thử ha. Đây, bây giờ mình sẽ đo điện áp ban đầu của bình ắc quy ha, lúc mà mình chưa cắm sạc ha, nó sẽ là bao nhiêu, rồi sau khi chúng ta cắm sạc nó sẽ được bao nhiêu ha anh em. Thì đương nhiên bình này là 12V, đương nhiên nó tương thích hoàn toàn với cái mạch này thôi, đơn giản ha. Bây giờ là 12,34V ha, mình sẽ tiến hành cắm sạc cho em nó ha anh em. Rồi đây, mình sẽ tiến hành mình cắm cắm sạc vào ha.
mình sẽ cắm thử sạc vào cho nó. Đây là cái giắc sạc nè, anh em nhớ cắm đúng chiều nha, cắm mà sai chiều là hỏng cái mạch nha, cắm đúng chiều vào. Sạc nha anh em, sạc nha. Và điện áp hiện tại đang lên là 13,11V nha anh em, đang sạc nè. Đó, 13,11V ha. Bây giờ mình tháo nè. Điện áp bình ắc quy đang tụt xuống nè ha. Anh em coi đồng hồ nè. Đó, bây giờ mình cắm sạc vô nè. 2 3. Sạc nha anh em. Ha. Mạch đang sạc nha. Mạch đang sạc cho mình ắc quy bình thường luôn ha. Là điện áp đang tăng lên nè. Anh em coi nè, điện áp đang tăng lên đó. Là mạch nó đang tiến hành sạc đó. Thì nó sẽ sạc được pin này là pin 3S thì nó sẽ sạc được tới 13,2V nha anh em. Nó sẽ đạt sạc được tới 13,2V là nó sẽ ngưng nha. Là coi như pin đầy ha. Rồi ok, bây giờ mạch đã sạc rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nó thẳng vào máy bay để mình chơi luôn ha. Khỏi suy nghĩ nhiều ha anh em. Rồi ok anh em. Đó, mình quay khỏi ngắt luôn. Mình quay một lèo một để anh em bảo mình tháo ra đổi mạch khác này kia nữa nha. Mình quay liên tục khỏi ngắt luôn. Đây là em Mavic Air của mình ha anh em. Lật bụng nó lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái mạch vào ha. Kiểm tra lại coi. Khoan có nguồn nha. Rồi ok. Đó, bây giờ mình sẽ dán tạm vào ha. Mình lấy dây mình buộc đỡ vô ha anh em. Lấy dây mình buộc đỡ vô để mình bay thử nha anh em. Rồi. Rồi mình lấy cọng dây ha, mình băng đỡ vô để cho nó đựng tụt cọng dây ra lúc bay ha anh em. Rồi ok. Thì cái này nó áp dụng được cho những cái dòng pin mà 3S, tất cả những dòng pin nó tất cả gì phải nói là áp dụng đây được cho những cái pin mà có cái cấu trúc tương tự như pin của thằng Mavic Air ha anh em. Là trong đó chúng ta sẽ có luôn cái thằng Spark ha. Thằng Spark cũng có thể làm được luôn nha anh em. Anh em nào đang chơi Spark thì có thể áp dụng cách này để bay biên độ ha, gọi là bay biên độ ha. Anh em có thể là bay nó với biên độ một cách thoải mái ha. Thì đừng anh em có, nếu mà anh em nào mà có cái câu hỏi mà giống như là nếu mà bay cái này nó có báo phần trăm không, nó có báo dung lượng pin không thì kia, thì mình xin khẳng định với anh em là nó có báo đầy đủ luôn nha anh em. Nó báo đầy đủ, không có gì khác gì một cái viên benzin ha. Báo đầy đủ không khác gì một viên benzin nha. Và anh em nếu mà hỏi mình cái câu là nó có rủi ro không, bay như vậy nó có rủi ro rơi rụng máy gì không, vân vân và vân vân, thì mình muốn nói với anh em là anh em phải hiểu rằng khi chúng ta đang chơi biên độ thì chúng ta đang làm gì nha. Chúng ta chơi biên độ thì chúng ta đang làm cái chuyện gì với cái máy bay chúng ta. Và chưa kể nữa là nếu mà anh em nào có từng chơi FPV đó, đó người ta bay 3S 4S đó, thì người ta bay làm sao thì cái này nó bay cũng y chang vậy đó anh em. Mà nó còn đỡ hơn là nó có cái mạch BMS nữa nha. Nó có mạch BMS rồi, nó có GPS, nó có đủ thứ hết. Mà nếu anh em còn hỏi mình cái câu là bay như vậy rủi ro thì sao, vân vân và vân vân, thì thôi mình cũng xin miễn không trả lời nha. Mình xin lỗi là mình sẽ không trả lời những cái câu hỏi dạng đó hết anh em. Anh em đã chơi biên độ, anh em đã chơi độ để coi như là tiết kiệm chi phí, thì anh em phải hiểu được cái rủi ro của nó ha. Không khuyến khích bất kỳ ai làm theo mình nha. Nhưng mà nếu đã chịu chơi rồi thì phải chấp nhận nha anh em. Đã chịu chơi rồi thì phải chấp nhận nha. Nói trước là vậy cho anh em biết ha. Để đừng có hỏi mình những cái câu cái câu ông không có dây cân bằng bay như vậy rồi sao, tụt xeo rồi sao, rồi mất điện áp gì gì đó, thì thôi mình chịu thua ha. Đó, mình chịu thua nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động nó ha. Lên nha anh em. Rồi, ok ha. Đó, tẹo tẹo ha. Bây giờ lộn ngược lại ha. Rồi.
Đề ba thử cái nha. Đề ba thử cái nha anh em, đề ba nha, đề ba nha, đề ba trước nha. Ok, đề ba chạy hết anh em. Đây anh em mình cho anh em coi cái bảng điện áp của nó luôn nè. Nha, nó báo nhiêu zin nha anh em, báo nhiêu zin nha, 11,58V này ha. Do là cái sợi dây điện này nó hơi dài cho nên là nó sẽ hơi sụt áp một tí xíu nha anh em, nhưng mà mình bảo đảm với anh em là nó báo chuẩn nha, tại vì nó đang xài mạch BMS của pin zin mà mình đâu có làm gì đâu đúng không? Đó thì cho nên là nó báo chuẩn đàng hoàng nha anh em. Đó. Nè anh em coi nè, phần trăm nè. 79% này ha. Rồi khi bay nó cũng sẽ báo y chang, báo bình thường nha. Mình dám khẳng định với anh em là nó báo bình thường, không có một cái vấn đề lỗi lầm gì hết ha. Em coi đây nè. Đó. Status ok ha. Thời gian sạc là 3 nha ha. Rồi bây giờ mình có cánh thử bay cho anh em nè. Mình sẽ dời cái cam vô một chút nha, với dời máy bay vô một chút để mình cất cánh ha. Rồi ok ok. Dời cam vô anh em ơi, dời cam vô, dời cam vô. Rồi bây giờ mình sẽ cầm lên tay ha, để một lát nó bay lên nó sẽ không bị vướng dây điện nha. Mình sẽ cầm nó lên tay như vậy ha. Rồi. Khởi động nha. Nó đang gặt điều khiển nè. Ok ok, bay nha anh em. Bay rồi nha anh em, bay rồi nha. Điều khiển nè. Nha, bay không có xài pin luôn rồi nha, xài dây điện không nha. Đó. Nè, dây điện nè. Đó, còn dây điện gì đó bình ắc quy nè, nha. Rồi ok, cho anh em xem màn hình của điều khiển nè, bay thì dễ rồi đó, bây giờ xem màn hình điều khiển nè. Thời gian ước tính là 11 phút nha anh em. Rồi có phần trăm pin nè. Rồi. Em nói landing rồi, tại vì điện áp nó bị tụt thấp quá, dòng xả cao quá, bình ắc quy chịu không nổi nha. Bình ắc quy xả quá nhanh, nó tụt áp luôn rồi, nó tụt áp cái bình ắc quy mình luôn rồi. Bình ắc quy mình 3 năm rồi anh em. Cái này không phải lỗi nha, mình dám cá cho anh em không phải lỗi nha, điện áp nè anh em coi nè, nó trả lại nè. Đó. Do em nó ăn điện quá. Bình nó quỵ chịu nổi cho nên nó landing luôn anh em. Nè, điện áp anh các em coi nè. 10,48V này ha. Thời gian bay là 2 phút ha. Nó tụt áp anh em ơi, cái bình nó quỵ nó bị tụt áp thì mình lấy đồng hồ đo lại thử. Thì rồi, bình nó quỵ này chắc sắp banh này. Mới bay được một chút. Thiệt anh em. Còn có 10V anh em. Còn có 10V ha. Bình ắc quy nó bị tuột áp nha, nó kéo không nổi nha. Bình ắc quy này cũ anh em coi. Xì nước hết trơn rồi ha. Chảy nước tùm lum hết trơn ha. Bình ắc quy xe của mình á hư hết rồi. Rồi ok anh em. Như vậy được rồi ha. Thì đối với Spark và Mavic anh em có thể sử dụng cái mạch không bao giờ bị khóa này một cách vô tư ha anh em. Có thể sử dụng mạch không bao giờ bị khóa này một cách vô tư để bay được rất là nhiều sale nha anh em. Bay được rất là nhiều sale nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.